của hãng máy bay thì FAA ngay bây giờ họ đang đưa ra để mà điều tra về chuyện này rất là kỹ lưỡng. Tại vì mới vừa qua chiếc máy bay của trên Hoa Kỳ, đó là cái cửa mà emergency mà cho người ta ra vô, nhưng mà sau này thì họ không có xài nữa cho nên họ đóng lại cho chắc là luôn. Sau khi đó thì đóng lại rồi không có dùng cái cửa để xài đó. Nhưng mà có cái khi mà họ đóng lại rồi thì tự nhiên máy bay bay lên trên thì nó bị bung một cái văng cái cửa. Ngay bây giờ FAA đang điều tra hết về chuyện này. Đó là máy bay Max 9 nằm ở bên Portland. Chuyện này xảy ra tính tới ngày hôm nay đã 2 tuần rồi. Đây cũng là lý do mà FAA đưa ra cho tất cả những hãng máy bay của trên Hoa Kỳ. Tự mình phải đưa người kiểm soát kỹ lưỡng lại tất cả những cái cửa của hãng máy bay. Check hết tất cả những cái cửa. Coi có đúng khi mà gắn vô như vậy hay không. Đó là kêu của những cái người chuyên môn coi họ check lại của riêng hãng máy bay đó. 4 million ER takeoffs and landings with Alaska, with Delta, with United. Hiện tại thì từ hãng Delta Airlines cho tới Alaska Airlines đủ hết trơn đó. Họ dùng cái máy bay mà 737 này cũng rất là nhiều liên tục. Hiện tại tính tới ngày hôm nay, đây là chiếc máy bay tên là Max 9. Hiện tại là nó vẫn còn bị không có cho là xài trong lúc này. Tại nói đó là có trục trặc vấn đề, không phải riêng một chiếc máy bay mà nhiều chiếc. Hiện tại ngay bây giờ đó là của hãng airline họ đang xem xét kỹ là hết coi như thế nào mà của cái cửa. There we go, mọi người thấy cái đây là cái chỗ mà cái cửa của máy bay mà ra vô hồi lúc trước. Thì khi mà họ làm lại thì họ lấy đồ họ chêm lại, họ làm lại thành giống như bình thường. Họ để thành nguyên một dàn ghế ngồi ngay đây. Ngay bây giờ FAA họ đang coi là hết tất cả chi tiết cái data. Còn đây là của đài NBC báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Một trong những cái mà thảm khốc chuyện xảy ra bị cháy rừng mà tồi tệ nhất ở trên Hoa Kỳ nằm trong lịch sử của Hoa Kỳ, đó là chuyện xảy ra hồi năm rồi. Những cái người mà có tên tuổi lớn của trên Hoa Kỳ, giàu có, hãng xưởng lớn thì họ đưa ra họ nói là sẽ giúp đỡ cho những người dân ở bên Hawaii, cái chỗ bị cháy, để mà giúp đỡ bên đó cái gì la lối sùm trời đất hết. Và nói giúp đỡ cho ở bên Maui, ở bên Hawaii. Một trong những cái người mà đưa lên nói là sẽ giúp đỡ đó là cái người mà chủ hãng của Amazon. Ông này là Jeff Bezos. Và cả luôn cái người fiancé mới của ông ta đưa lên nói là cũng giúp đỡ. Họ nói là họ đưa ra là $100 million, 100 triệu để giúp đỡ cho những người ở trên đảo Hawaii ở ngay chỗ bị nạn. Rồi cái câu hỏi hiện tại ngay bây giờ đó là tính tới ngày hôm nay, tại bị cháy từ hồi năm rồi tới giờ, tính tới ngày hôm nay, cái số tiền mà mấy người này nói, mấy người nổi tiếng trên Hoa Kỳ giống như ông Jeff, mà sếp của CEO của Amazon nói là cho tiền giúp đỡ hứa hẹn cho $100 million, vậy cái số tiền đó đi đâu rồi? Đây là cái cặp này đưa lên post nói cho biết là không phải post trên Instagram đó, nói là không phải là cho một lần không. Và họ cho rất là nhiều lần giúp đỡ. Và họ nói là vài năm kế tiếp nữa sẽ nhìn thấy rõ ràng về chuyện này. Ngày hôm nay là cái người đại diện của ông Bezos đưa lên nói cho biết theo cái cặp này nói là đã cho là 15.5 million dollar đưa tới những cái chỗ mà của ông Bezos mà để giúp đỡ cho những người ở bên Hawaii. Ít nhất là cho tổng cộng là cái số tiền đó 4 cái chỗ của địa phương ở bên Hawaii. Theo của đài NBC News đã điều tra, biết được rõ ràng đó là ngay cái chỗ là Maui Food Bank đã nhận được một số tiền. Nhưng mà cái số tiền cho tới đó đối với cộng đồng ở ngay cái chỗ bị cháy thì không có biết rõ ràng về cái chuyện mà cái số tiền đó là xài như thế nào, là làm sao hết á. Làm cho rất là tệ chuyện xảy ra đối với ông làm chính phủ bên Hawaii, ông đưa lên ông nói. Đây là đưa lên nói là cho là giúp đỡ Hawaii là cả 100 triệu million dollar. Đó là cái số tiền cho, chứ thật sự ra là giống như họ lấy tiền thuế, thay vì họ đóng thuế của mỗi năm của trong công ty thì lấy cái số tiền đóng thuế đem đi cho rồi khai thuế lợi thì tính ra là huề đó, thì hoặc là còn lời hơn nữa. Nhưng mà họ cứ nói là cho rồi nó đi đâu. Giống như bên kia cái người này giàu có nói tôi cho 100 million dollar, người kia nói tôi cho số tiền này nọ, cho tá là ông bình cho người nào nó cho chứ mà số tiền đi đâu không thấy đi đâu chứ. Miệng thì nói cho đùng đùng, nhưng mà những người dân mà chỉ có bao nhiêu người đó bị ở đó thôi mà người ta vẫn còn sống ở trong shelter, sống ở trong những cái chỗ mà cực khổ như bình thường như trước thôi, mà có cho thì nó cũng đâu có tới tai họ đâu, cho đi đâu cũng không biết luôn. Đây là theo research đưa ra nói cho biết về điều tra về chuyện này. Khi mà cho một cái hội hoặc là cho tiền gì đó thì khi mà nói không à, nói rồi sau khi đó nói cho rồi để trừ thế hay bất cứ cái gì thì phải còn coi kỹ lại mình mới tính. Đây một cái rất là quan trọng đối với cái cộng đồng của chúng ta, đối với cộng đồng mà những cái người giàu có. Giống như họ đưa ra nói là mình là người giàu có, là đô đấy cho tiền giúp đỡ gì đó. Nhưng mà tất cả những cái gì đều có benefit, có cái lợi của họ hết á. Giống như đây là cũng cái cách mà của những cái người rất là giàu có ở trên Hoa Kỳ, đó là làm sao mà để cho họ giúp lợi cộng đồng hoặc là có tài tiếng để giúp đỡ thì họ làm như thế nào. Giống như người mà sếp của Facebook và cả luôn Bill Gates, ông Bob. Tất cả những người này đều dùng cái cách là như vậy hết trơn đó. Thứ nhất là vừa cho tiền người ta, mà cho tiền đó là để lấy tiền ra để trừ thuế thôi, chứ không phải là cho. Thứ nhì là được người ta nói tới, được nổi tiếng. Nhưng mà nếu mà cho như vậy thì những cái người mà dân ở đó, những người mà bị hại trong cái chuyện bất cứ chuyện gì thì họ phải nhận được một số tiền gì đó về của những người này cho, chứ không thể nào mà không ai nhận được cái gì chứ. Ông này là cái người đứng trên thế giới, là đứng thứ ba ở trên thế giới, là giàu đứng thứ ba. Ông ta đưa ra nói là giúp đỡ cho rất là nhiều tiền của những cái foundation này. Giống đưa ra nói là cái số tiền gì tùm lum hết trơn đó, 22 million dollar đủ hết. Đó là theo cái chương trình là Earth Fund, ông giúp đỡ cho trái đất thì ông làm đó. Đài hỏi ông ta là ông có phải định là cho tiền những gì mà ông mà có tiền của ông đó cho của thế giới hay không? Đây là phỏng vấn của đài CNN. Ông ta nói, tôi định làm như vậy. Đây là không phải nói về cái chuyện ông Bezos, ông có làm tốt những gì mà ông hứa hẹn hay không, hay như thế nào sắp tới. Nhưng mà khi mà cho tiền thì thật sự là cái mà khi mình cho thì mình phải đưa ra rõ ràng cho người ta nhìn thấy. Chứ nếu không thì nó sẽ đi vào đâu thì cũng không biết đó. Tất cả những cái gì mà ông này ông đưa ra, ông nói cho tiền này nọ, thì cái đó làm cho người ta để ý tới ổng, coi ổng là người tốt rất là nhiều. Nhưng mà đối với cộng đồng ở đây đó, ở bên Hawaii, thì họ cần cái gì ra làm sao, thì thật sự thì nó không có tới gì họ chứ. Đó là ổng cho rồi sau khi đó được tiếng, được người ta biết tới, nhưng mà đi theo nó như thế nào, đưa vô cộng đồng ra làm sao, giúp đỡ thì không có ai biết rõ chứ đó. Đó là chỉ nói thôi. That's how it go nha. Thì tới ngày hôm nay là người dân Hawaii vẫn đói thì cũng vẫn là đói. Still đói thôi, ngồi đó đợi thôi, chẳng có cho gì chứ, nói vòng kết cuộc không đi gì đâu chứ. Còn đây là của đài báo cho chúng ta biết thêm tin ngày hôm nay. Đây là của đài NBC, họ chiếu cho mình xem về cái chuyện mà ngập lụt xảy ra ở bên California. Very crazy, but that's how it look. Đây là video mà Raw họ đã quay được. Chỗ này đó là nằm ở bên San Diego, California. Nguyên cái khu nhà ở dưới phía đây đó là bị nước nó tràn xuống ngập hết hoàn toàn. Mưa trong vòng 6 tiếng đồng hồ, nó giống như mà mưa mấy tháng trời đó, thì nó mưa nhiều vậy đó. Có nhiều khu nước nó ngập ngang bụng, có nhiều khu thì nước nó ngập tới ngang ngực luôn. Có nhiều chỗ là nhà là sâu phía dưới nữa, thôi khỏi nói, nó ngập tới gần ngang cổ đó. Mọi người nhìn thấy có đồ kìa, nước ngập nó trôi luôn đó. Chỗ này, đây là nằm bên San Diego, California. Oh wow, trôi mất rồi. Đó là người dân ở đây thì họ dùng cái gì đó, họ dùng để mà họ đi lại đó, đi tới lui. Mọi người đang xem đây là dọc dài ở ngay cái highway ở chỗ này, thì ngay chỗ ở dưới đường highway đây nó thấp đó, thì nước bắt đầu mưa xuống rồi nó ngập luôn, nó giống như một cái hồ nước nhỏ ngay chỗ này. Không có xe nào chạy qua được phía dưới chân đó, cho nên ta bắt lên cầu, người ta phải access chạy thẳng qua rồi. Có nhiều cái highway nước nó ngập á, nó tràn qua gần bên cái highway thì xe người ta phải chạy né một bên hết hoàn toàn. Bên kia mà xe chạy lủi xuống là tai nạn thôi. Đây là nằm dọc dài ở bên California hiện tại trong lúc này, nằm bên San Diego. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết. Đây là của đài NBC News báo cho biết. Take a look at this. Cái này là cái khu nhà, là cái khu nổi tiếng của ở bên California mà đông người biết tới. Đó là San Diego, San Francisco này kia đó. Thì đây là cái khu nằm ở bên San Diego. San Diego nó có nhiều khu lắm. Khu này là khu phía thấp và phía dưới. Có nhiều người họ đậu xe, nhưng mà khi mà họ đi ra kiếm xe của họ thì nó bị nước đó nó trôi đi, chiếc xe nó mất tiêu rồi, không biết nó nằm ở cái góc nào nữa, thì nó trôi liên tục, nó dày ra, tại nước ở đây nó tăng lên tại mưa xuống. Theo nhà chức trách báo cho biết, đây là mới có bước đầu của bên Cali trong cái trường hợp là cái chỗ này bị ngập thôi, nhưng mà có nhiều chỗ khác nữa có thể bị ngập thêm, tại vì sắp tới đây bên California tiết ở trên núi, hổm rày đóng tiết tùm lum ta la chưa được mấy ngày, thì ở trên đó đóng tiết bao nhiêu thì bây giờ bắt đầu sửa soạn rồi, có cái đợt mưa tới thì nước tiết bắt đầu tự trên nó sẽ tràn xuống dưới này, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn cho ở phía dưới ở bên California. Ok, đó là của đài NBC News báo cho biết nha. Và mưa bão tùm lum hết trơn nữa trong lúc này. Còn đây là của đài Hold On Real Fast. Đây là special report của đài CNN báo cho biết về cái chuyện của ông Trump. Ông Trump ổng đứng lên ổng phát biểu. Hold on. Ông Trump đứng lên phát biểu nói về cái chuyện mà ổng, nếu mà ổng làm tổng thống đó thì ổng sẽ xây nguyên cái mạng lưới như thế nào để bảo vệ cho trên Hoa Kỳ, giống như của trên nước khác đã từng có những cái mạng lưới ấy để bảo vệ cho nước khác những quả tiễn đừng bắn vô, thì ông Trump nói bây giờ có thể nước khác bắn vô Hoa Kỳ thì có cái mạng lưới này để bảo vệ cho Hoa Kỳ. Thì đây là lời của ông Trump nói ở special report của đài CNN báo cho biết. Build an Iron Dome over our country, a state-of-the-art missile defense shield made. Tôi đây khi lên làm tổng thống, tôi sẽ xây dựng nguyên cái Iron Dome. Iron Dome bảo vệ cho trên Hoa Kỳ giống như cái mạng lưới ở phía trên trời. Hoa Kỳ đã làm như vậy cho những cái nước khác. Chúng ta giúp đỡ cho nhiều nước khác. Chúng ta không có cái mạng lưới mà kiểu như vậy ở trên Hoa Kỳ thì tại sao mà không có, chúng ta nên làm. Hồi lúc trước ông Reagan đưa ra cái proposal này, ông Reagan là ông tổng thống hồi xưa đó. Đó là cái thời của ông Reagan, đó là cái thời của Star Wars hồi lúc trước. Star Wars là cái phim đó. Nhưng mà thời xưa ông Reagan ông đưa ra nói như vậy, thì nhưng mà lúc trước chưa có technology gì chân đó. Hồi xưa không có cái chuyện technology đó, cho nên ngay bây giờ thì có. Giống như mà tôi đây đã từng thấy rất là nhiều chuyện mọi người không tin tưởng được luôn. Đó là nhiều những cái missile khác nhau. Hiện tại. Giống như khi mà tôi nghe người ta bắn missile, người ta la lên missile launch một cái, thì nghe tiếng cái chuông gõ cái là đã tới. Rất là incredible về chuyện này. Những người này, đó là những người rất là thông minh. Những người này không có phải là đô con hay là mạnh sức không. Họ là những cái người mà rất là thông minh, dùng đầu óc thôi, không dùng tay chân. Họ chỉ cần lại đó, nhấn gì đó. Mà giống như chỉ có 17 giây thôi để mà nhấn cho nó xong, để mà cho quả tiễn nó sửa soạn bắn. Rồi nhấn xong rồi một qua nhấn ok là missile bắn. Đây là ông Trump, ông đứng ra, ông phát biểu, ông nói với tỷ như ông làm tổng thống thì trên Hoa Kỳ, ông sẽ đưa ra một cái dome, Iron Dome, bảo vệ trên bầu trời đó. Đó là của đài NBC báo cho chúng ta biết. Ai thích xem những cái special report, mong mọi người nhấn số 1 nha, để đài họ thấy gì có đông người thích xem, họ báo cho anh biết ha. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Tại sao đối với bà rất là quan trọng hiện tại ngay bây giờ để mà về cái chuyện mà bầu cử nằm ở bên New Hampshire trong lúc này? Bà có quyết định bà chọn người nào để mà bà bầu cho ngày mai hay không? những người bầu ở bên New Hampshire, đây là cái tiểu bang mà của bầu nằm trong đảng Cộng Hòa trong lúc này. Từ trước tới giờ thì có nhiều cái lịch sử đưa ra nói về cái chuyện mà bầu cử nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào về cái chuyện bầu cử này. Đài hỏi anh này, anh định bầu trai, thì anh ta nói anh ta định bầu trong Trump. Tại sao khi anh nói là anh nghĩ anh muốn bầu trong Trump thì lại anh tự nhiên mới nói rồi, anh ngừng rồi mới nói là sao? Giống như mỗi người thì nó có một ý kiến riêng của họ, cái cách của họ suy nghĩ khác. Giống như tôi thì suy nghĩ khác của vậy Trump. Mỗi người thích mỗi cái khác nhau, cho nên nhiều khi mình nói ra nó trở thành là căng thẳng giữa nhiều người khác nhau. Theo của họ đưa ra về cái nhìn thấy bao nhiêu người ủng hộ như thế nào, cái poll ra làm sao. Một trong những cái mà đang đứng đầu đối với những người ở bên New Hampshire khi mà đi bầu trong lúc này, đó là ngay biên giới của Hoa Kỳ, rồi cộng luôn kinh tế của Hoa Kỳ, cả luôn về cái chuyện mà chiến tranh xảy ra bên những nước khác, thì đó cũng là một cái mà đưa ra hỏi về chuyện này. Khi mà nói chuyện với những người mà coi họ bầu ai, thì họ nói về những cái người nào mà họ muốn bầu. Theo bà này nói, tôi bầu cho bà Nikki. Đó là bà Nikki là một người mới, bước vô, và một người khác lạ của những gì từ trước tới giờ cứ tiếp tục hột hoài, cho nên ngay bây giờ một cái người mới thì hy vọng nó khá. Và cái bà Nikki là cái người chuyên môn coi về chi phí nữa. Đó là bà ta có thể coi kiểm soát về tiền bạc của trên Hoa Kỳ để mà cho nó tốt. Có nhiều người cũng đưa ra nói là họ muốn một cái gì mới của thay đổi của trên Hoa Kỳ, chứ không có tiếp tục hoài như vậy. Giống như hồi lần rồi đó là bà này bà cũng ủng hộ cho ông Trump. Sau khi đó là trước đó bà cũng ủng hộ cho Obama. Bà ta nói là bà coi người nào như thế nào bà bầu người đó thôi, chứ không có để ý tới mấy cái chuyện khác. Và họ không có để ý tới cái chuyện mà nằm trong đảng nào, Họ thấy người nào mà thấy có lợi cho trên Hoa Kỳ thì họ bầu thôi. Còn bà này nói lần này về cái chuyện tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ rất là nhức đầu, rất là lộn xộn. Giống như nhìn chịu không nổi luôn, cứ liên tục đủ chuyện xảy ra đó. Ok, đó là của đài báo cho biết nha. Rồi tới đây là Andy cũng xin tạm ngừng. Gặp sau hết. Take care everyone. Mạnh khỏe hết nha. Take care all. Bye bye.